Con kính chào sư, con có những câu hỏi đi nhiều nơi không tìm thấy câu trả lời, nay con xin hỏi. Trí tuệ tồn tại như thế nào, cụ thể là khi còn sống, khi chết đi và khi qua những kiếp khác nếu có? Thưa quý vị, cái này thì cái người hỏi á cần phải đi học A Tỳ Đàm. Tại sao? Tại vì cái trí tuệ đó nó là một trong những đặc tánh của tâm. Khi mà tâm hướng đến những cảnh tương ứng thì cái đặc tánh trí tuệ sẽ xuất hiện. Còn khi tâm hướng đến những cảnh không tương ứng thì đặc tánh trí tuệ sẽ không xuất hiện. Ví dụ như khi tâm hướng đến một cái bài học, một cái lời dạy thì khi đó cái trí tuệ nó sẽ xuất hiện để làm việc với cái cảnh là cái bài học hoặc lời dạy đó. Còn khi mà tâm hướng đến giấc ngủ thì khi đó nó không có cái điều kiện cho trí tuệ xuất hiện thì cái đặc tánh trí tuệ không xuất hiện nơi tâm và khi đó chúng ta đang ngủ. Và nói về đặc tánh của tâm thì đó là một cái điều hiển nhiên. Nó giống như đặc tánh của hạt muối, một hạt muối có rất nhiều đặc tánh, ví dụ như đặc tánh mặn này. Mình không thể tách cái mặn ra khỏi hạt muối được, bởi vì nó là một trong những tính chất của hạt muối nha. Rồi cái tính chất thứ hai của muối là gì? Là nó sẽ kết tinh sau khi mà mình tách nước ra. Thì cái đặc tính mà kết tinh đó mình không thể tách ra khỏi muối được. Và nó tồn tại chung với muối. Rồi tới cái đặc tính thứ ba nữa là nếu muối nó gặp nước thì nó sẽ bị hòa tan. Đó là đặc tánh của nó không thể khác đi. Thì cái đặc tánh trí tuệ nó cái trí tuệ nó cũng là một cái đặc tánh của tâm mà từ chuyên môn gọi là Chetasika, tức là tâm sở. Còn nếu như quý vị mà muốn hiểu sâu hơn, muốn hiểu cấu tạo của tâm thì nên học lớp A Tỳ Đàm. Đơn giản thế thôi. Mà quý vị nghe không hiểu chỉ đơn giản là cái trí mình không tới. Còn nếu quý vị nghe đã thỏa mãn rồi thì thôi. Còn nếu không hiểu thì nên đi học lớp A Tỳ Đàm. Rồi khi mà quý vị tục sanh qua đời sau kiếp khác thì cũng y chang như vậy. Muốn biết như thế nào, học A Tỳ Đàm sẽ rõ.